Thôi bà nín đi. Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe chứ. Tôi vừa gặp biến thái trong nhà vệ sinh đó. Cái gì? Biến thái á hả? Rồi thằng đó là ai? Nó làm gì bà chưa vậy? Thì nó đứng ở ngoài cầm điện thoại, chỉ vô nhà vệ sinh quay lén tôi. Sau đó tôi vừa chạy ra thì nó biến, nó mất tiêu rồi. Ê, sao ghê vậy? Xưa giờ chùa mình không có ba cái chuyện đó. Tôi sợ quá à. Không biết có quay thấy gì chưa nữa. Ủa, mà lúc đó bà đang làm cái gì vậy? Tôi cởi áo. Tắm hay gì vậy má? Không phải đi vệ sinh hả? Không có. Có con kiến hay con quỷ gì á, nó cắn tôi. Cho nên tôi cởi áo ra để coi thử. Nhưng mà đâu có ngờ đâu. Trời ơi, sao xui vậy ta? Ê, hay là bây giờ mình đi báo thầy giám thị đi. Rồi để còn tra ra tên biến thái đó là ai. Được không? Ồ. Ê, hoang, mà không được đâu. Lỡ mà nó làm liều xong nó up clip lên là chết bà luôn á. Chứ bây giờ tôi biết phải làm sao đây. À, thôi, bây giờ bà bình tĩnh đi. Để tôi tìm cách giải quyết cho. Mà nhớ là đừng nói ai hết nha. Lỡ mà nó làm liều á là hối hận kịp đó. Ừ, tôi biết rồi. Thôi nín đi, giờ mình đi lên lớp nha. Đi. Ở đỉnh cao luôn ba. Chứ gì nữa. Trời. Ờ, Vi, nãy giờ Vi đi đâu mà Quân kiếm hoài không thấy vậy? Tặng Vi nè, Vi uống đi. Tôi đang bực bội, đừng có làm phiền tôi. Vi... Ê, bật cái bút đi. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Vi quá đáng lắm. Ui trời trời, làm gì hết ta? Tặng nước người ta không nhận cái quạo lần sao ba? Quân yêu dấu à. Quân đừng có buồn nữa. Quân nghe lời mình đi. Quân ráng mua cỡ 100-200 chai nữa. Lúc đó biết đâu Vi sẽ động lòng. Vi đồng ý sao? Đúng vậy. Chính xác luôn. Im hết đi. Thôi kệ tụi nó đi. Nói chi cho mất công vậy? Ôi đẹp gái mà chảnh mày. Ờ. Mày nói gì? Ôi, tôi nói Phong Long mà nội ơi. Ôi. Đủ rồi đó. Hôm nay Vi có chuyện không vui, ngâm đừng có ghẹo nữa. Ờ.